các bạn nghe, mấy bạn học kỹ thuật có nghe không? Dạ, em nghe rõ đây ạ. Bây giờ khoan, bây giờ để tôi trả lời ngay cho mọi người. Trong các câu hỏi lúc trong cái thời gian mà rảnh rỗi đó, tôi trước khi nghe bài của thầy Quân đó, thì trong những cái câu hỏi gửi về đó thì có một cái câu góp ý rất là hay và tôi muốn chỉnh sửa ngay lập tức. Tức là có một bạn nói rằng là cái omental infection thì nên dịch là nhồi máu mạch nối hơn là mạch treo. Đó, cái điều đó hoàn toàn chính xác. Do vậy thì tôi sẽ chỉnh sửa lại trong bài, và cái bài mới tôi chỉnh sửa tôi sẽ gửi lại cho các bạn. Và cảm ơn cái bác sĩ đã góp ý. Đó là về thuật ngữ. Cái thứ hai nữa, riêng về thuật ngữ đó, nó có nhiều cái từ, nhân đây tôi cũng nói luôn là nhiều khi mình dễ lầm lẫn, ví dụ như là viêm và mở đại tràng, thực ra nó là hoặc là nhồi máu hoặc là bị xoắn, nhưng mà cái từ người ta dùng chuyên môn nó là nhồi máu, viêm và mở đại tràng, nhưng mà phải hiểu đó, cái bệnh lý đó là do nhồi máu hoặc xoắn chứ không phải là viêm, nhưng mà sau đó nó mới là phản ứng viêm. Rồi thôi, cảm ơn các bạn, và bây giờ chúng ta đi vô cái phần câu hỏi, mời ban tổ chức. Câu hỏi thứ nhất là các bạn cho cái việc giữa áp xe ruột thừa, áp xe ruột thừa thì thông thường áp xe ruột thừa là cái mở mạch nối xung quanh nó khu trú lại và cái ruột thừa nó gần như mất hết hình dạng thành ra một cái ổ mủ, thì lúc đó mình mới dám nói là áp xe ruột thừa. Còn giữa nó và cái đấm quánh ruột thừa, cái đấm quánh ruột thừa là cái nó gọi là tét mông, là cái giai đoạn trước của nó, thì trên siêu âm nhiều khi không phân biệt được mà phải làm đến CT mới phát hiện, với chẩn đoán được. Cho nên rằng là những cái trường hợp dù áp xe ruột thừa, bạn nghi ngờ giữa áp xe ruột thừa và đám quấn ruột thừa là tốt nhất bạn phải cho bệnh nhân làm CT, là bởi vì cái này cái thái độ điều trị hoàn toàn khác nhau. Kết thúc câu hỏi thứ nhất. Đường kính ruột thừa 6.4, mắt bên đây dương tính, gia tăng hồi âm hở, bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rõ thì mình kết luận bệnh nhân viêm ruột thừa. Nhưng mà tôi nhắc các bạn là khi mà các bạn chẩn đoán, mình là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, cho nên rằng là mình phải hết sức cẩn thận trong câu chữ. Thông thường những trường hợp rõ ràng là viêm ruột thừa, mình cũng nên chẩn đoán là nghĩ nhiều đến viêm ruột thừa. Các bạn đừng có chắc chắn 100%, ở trên đời này chẳng có gì chắc chắn hết cả, thấy không? Nếu bạn chắc chắn có khi mệt, đúng không, khi bệnh nhân quay lại kiện mình. Cho nên những trường hợp nào rất rõ tôi cũng ghi nghĩ nhiều thôi chứ tôi không ghi hoàn toàn 100%. Cảm ơn các bạn. Túi thừa mét ken mà bị viêm thì siêu âm ấn có thấy mấy bạn tắt giùm cái này, rồi là bạn có xẹp không và có lấy mốc đường kính là bao nhiêu để chẩn đoán. Đúng rồi, cái túi thừa mét ken viêm thì nó cũng giống như viêm ruột thừa, bạn ấn không sạc, và chính vì vậy giữa cái viêm túi thừa mét ken và viêm ruột thừa rất là dễ lầm lẫn. Rất là nhiều trường hợp mình chẩn đoán viêm ruột thừa cuối cùng bệnh nhân viêm túi thừa mét ken. Cái đường kính thì tôi đọc trong y văn thì người ta không ghi nhận là bao nhiêu, nhưng mà người ta ghi nhận là đường kính của cái túi thừa mét ken nó khi nó viêm thì thường là lớn hơn đường kính ruột thừa viêm. Mà thông thường kinh nghiệm tôi làm thì thông thường đường kính ruột thừa viêm của mình nó từ 7 đến 10, 11 là hết cỡ. Còn nó lớn hơn nữa thì như trường hợp tôi có những cái trường hợp ví dụ như 22 mm thì cái đó nó có vừa viêm vừa u, thì cái đó mình không tính. À, nhưng mà nó cho đọc thì tôi không thấy người ta đưa ra một cái chỉ ngưỡng. Như vậy tóm lại câu này là nếu mà bạn thấy kích thước nó lớn hơn và nó có khuynh hướng nằm vào phía trong gần đường giữa hơn thì bạn phải phân biệt với cái túi thừa mét ken, và nên nhớ rằng là cái viêm ruột thừa nó hay kèm cái viêm manh tràng. Nếu mà viêm ruột thừa kết hợp với viêm manh tràng thì nó rõ của cái viêm ruột thừa, còn nếu mà cái túi thừa mét ken mà nó viêm thì thường là nó không có viêm manh tràng, cho nên là mình có thể dựa vào đó là một cái loại trừ. Cảm ơn bạn. Bệnh nhân không có đau hố đầu phải, khám siêu âm thấy ruột thừa có đủ tiêu chuẩn viêm thì giải thích điều này như thế nào? Rồi cái câu nó như thế này nè, tôi đã gặp một cái trường hợp cách đây lâu lắm rồi. Bệnh nhân không có đau hố giậu phải mà là đau thượng vị, nhưng mà bệnh nhân rất là khó chịu với vùng thượng vị, cho nên bệnh nhân nhập viện. Khi làm siêu âm thì
khi mà bệnh nhân đau thượng vị thì nên nhớ nha, cái khởi đầu lâm sàng của đau ruột thừa là nó đau thượng vị rồi nó mới lan dần đến hố chỗ phải. Bệnh nhân này nó chỉ đau vùng thượng vị, khi tôi làm thì tôi sau khi làm xong đầu dò con mắt tôi chuyển sang đầu dò linear thì tôi thấy hình ảnh viêm ruột thừa điển hình, tôi ấn lên trên cái ruột thừa thì mắt bên này âm tính nhưng tôi vẫn chẩn đoán ruột thừa viêm. Tuy nhiên khi mà bác sĩ ngoại xuống hỏi thì tôi nói rằng là cái này tôi nghĩ nhiều đến viêm ruột thừa, nhưng tốt nhất bệnh nhân cần phải được CT để xác nhận lại, và CT cũng xác nhận lại là một cái ruột thừa viêm và bệnh nhân được mổ đúng là viêm ruột thừa. Cho nên thực tế là nhiều khi cái đau nó không có rõ ràng, nhưng mà nếu mà siêu âm ruột thừa viêm rõ ràng, nếu bạn chắc chắn được bạn thấy ruột thừa viêm, bạn ấn nó không sẹp và cái đường kính nó lớn hơn một vòng 7, nó tăng tới máu, thì bạn cứ mạnh dạn chẩn đoán nghĩ nhiều đến và đề nghị người ta làm CT bổ sung. Cũng giống như trong bài tôi có một cái ca đó mà nó có mà tôi cho hình ảnh tưới máu vi mạch luôn đó, thì cái trường hợp đó bệnh nhân cái mắt bên này tôi ấn lên cái vật thừa nó không, mắt bên này âm tính, bệnh nhân đầu rất là mơ hồ, nhưng cả cái hình ảnh siêu âm cả hình ảnh CT đều hướng đến một cái viêm ruột thừa, và cuối cùng bệnh nhân mổ ra là viêm ruột thừa. Cảm ơn bạn. Viêm dạ dày thì, trong mấy cái câu hỏi các bạn gửi về đó có một cái tiêu chuẩn chung của cái thành dạ dày, của thành ống tiêu hóa đó, thì mình dùng cách chung chung thôi, tức là nó trên 3 mm thì mình gọi là dày đó. Nhưng mà bạn lưu ý rằng là tùy cái tình trạng của cái lòng ống tiêu hóa nó xẹp hay nó giãn, bởi vì nhiều khi nó giãn và nhiều khi nó xẹp lại thì có khuynh hướng nó có vẻ dày hơn, nhưng mà thông thường là nó cũng không dày quá 3 mm. Đó ở vị trí nào thì cái vấn đề là cái dạ dày là một cái cấu trúc rất là khó khảo sát ở trên siêu âm, và cái vùng mà nó có nhiều dịch nhất là cái vùng hang vị đó, thì nếu mà mình thấy được thì mình chẩn đoán, chứ còn không thấy được thì không, người ta không dùng siêu âm để chẩn đoán viêm dạ dày cũng vậy. Cảm ơn bạn. Trên 3 mm. Qua câu kế tiếp. Và cầu kế tiếp trên 3 mm. Nhồi máu mạc treo với viêm ruột hoại tử. Cái này là phải nói là phân biệt giữa nhồi máu mạc nối đó và phân biệt là hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhồi máu mạc nối là cái mạc nó kết nối những cái ruột non, ruột già. Nó là một cái mạc nó chứa mỡ, và cái đó nó không liên quan đến cái viêm ruột hoại tử. Cái viêm ruột hoại tử là nó thiếu máu nuôi cái thành ruột, và như vậy cái ruột nó hoại tử, thì lúc đó cái ruột đó nó có thể có nó, như cái bài thầy cô vừa trình bày đó, nó sẽ thành nó dày lên, và nó có thể khi đến cái giai đoạn hoại tử nó có những cái nó mất tới máu và nó có những cái bóng khí ở trên cái thành ruột, và từ cái bóng khí đó nó đi về cái tĩnh mạch mạc treo tràng trên và nó hình thành cái khí ở trong tĩnh mạch cửa, ở trong ngoài thì vẫn có cái khí trong tĩnh mạch cửa. À, qua câu kế tiếp mà trong thực hành khi thấy thành ống tiêu hóa dày mất cấu trúc lớp có thâm nhiễm mỡ, nhớ là nó dày mà nó mốt mất cấu trúc lớp, nó mất cái dày không đối xứng, mốt mất cấu trúc lớp trên một cái đoạn ngắn thì mình nghĩ đến u. Câu hỏi kế tiếp. Có hơi tự do, bệnh cảnh lâm sàng là chắc chắn thùng đàn rỗng, mình có được chẩn đoán thùng đàn rỗng hay không? Bạn này không biết là có làm nhiều chưa, nhưng mà cái thùng đàn rỗng nó rất là đặc biệt với anh chị, bởi vì trước khi mà là siêu âm á, thì thông thường tôi siêu tay trước, tức là tôi lấy tay tôi khám bệnh nhân trước, thì những người thùng đàn rỗng á là các bạn cứ tin tôi đi, bạn nghe rờ rồi thì cái người đó dù không tập thể dục bạn cũng thấy cái bụng nó cứng như là cái mặt gỗ rồi đó, thì cái đó về lâm sàng thì gần như là chắc chắn là bệnh nhân thùng đàn rỗng, cho nên lâm sàng nó hoàn toàn khác biệt, vừa có khí tự do vừa có triệu chứng lâm sàng thì chắc chắn nó là thùng đàn rỗng, chứ mình không chẩn đoán là hơi tự do trong bụng. Viêm ruột thừa nội mạc có trên siêu âm không, phân biệt viêm ruột thừa gây dày đáy manh tràng phản ứng viêm hay viêm đáy manh tràng dày thành ruột thừa. Bây giờ thứ nhất, cái thứ nhất là viêm ruột thừa mạc có được dùng trên thực hành hay không, thì cái câu này là cái viêm ruột thừa này là có, là bởi vì có những trường hợp viêm ruột thừa nó không có điển hình, nó thoáng qua rồi sau đó nó tự lui, và sau đó bệnh nhân
tái phát viêm nữa, tức là viêm tái diễn đó, viêm đi viêm lại, cái này có. Cái thứ hai là viêm ruột thừa gây viêm dày đặc đáy mình tràng, phản ứng viêm hay viêm đáy mình tràng gây phản ứng dày thành ruột thừa. Thông thường là cái ruột thừa viêm nó gây viêm dày đáy mình tràng, còn có những trường hợp á, là nó gây cái viêm cái toàn bộ khung đại tràng nó viêm và có thể gây cái phản ứng cái thành ruột thừa nó hơi viêm hơi dày ra một chút, thì cái trường hợp đó rất là khó. Nhưng mà thông thường nếu mà toàn bộ cái đại tràng lên mà cái manh tràng nó viêm mà cái ruột thừa nó có dày lên thì cái đó là thông thường là do viêm cái trong cái bệnh cảnh viêm đại tràng hơn là viêm ruột thừa. Còn cái trường hợp mà viêm ruột thừa mà nó gây phản ứng viêm manh tràng là rất là khu trú ở cái vùng manh tràng thôi, ngay kế cận. Qua câu kế tiếp bạn. Những trường hợp nào thì có thể dùng siêu âm để phát hiện dị vật? Cái phát hiện dị vật ở trên siêu âm á, thì nó cũng vô chừng lắm. Tất nhiên là cái mà khiến cho người ta phải tập trung vô đó là cái vùng mà bệnh nhân có triệu chứng. Ví dụ như lúc nãy tôi cho các anh chị xem cái trường hợp bệnh nhân đau ở cái vùng mạn phường sườn phải mà nó có cây tăm nó đâm ở trong cái đại tràng đó. Thì vấn đề là nhiều người hỏi tại sao là cái tăm nó đâm trong đại tràng, là rõ ràng là các bạn phải biết rằng là bệnh nhân nuốt từ họng xuống dạ dày xuống ruột non rồi đến đại tràng, rồi đến cái đại tràng ngang nó mới đâm ra, thì cũng không biết tại sao mà còn nguyên cây tăm như vậy, thấy không? Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thì thứ nhất là mình phải dựa vào cái vị trí đau của bệnh nhân, và thứ hai là mình phải hình dung những cái dị vật nó sẽ có. Thì thông thường nhất đối với cái dị vật đường tiêu hóa đó là cái tăm là cái thường nhất, rồi xương cá thì nó cũng như cái tăm thôi, nhưng mà thường là cái dáng của nó là cái đường cong, cái nó hơi cong chứ nó không có thẳng như cái tăm. Rồi thêm nữa là cái những cái cầu răng á, đôi khi bệnh nhân nuốt vô, và một trong những cái mà ngày xưa người ta hay gặp á, là cái sỏi túi mật á, khi mà cái nó viêm thủng cái thành túi mật nó lọt vào trong cái tá tràng thì nó đi xuống, thì thông thường nó hay bị kẹt ở cái đoạn thấp, cái đoạn gần cái van hầu và hồi manh tràng, thì lúc đó là mình sẽ có cái sỏi ruột thừa nó nằm trong ống tiêu hóa. Để những trường hợp nào dùng X-quang hay CT để phát hiện thì thông thường cái phương tiện tốt nhất á, là CT, bởi vì nó có những cái trường hợp như này. Ví dụ như có một bà đầm bà uống thuốc á, mà cái vị thuốc của mình á, mà người ta cắt ra thay vì cái vị thuốc bấm á, thuốc đó và cắt ra từng viên, thì thay vì lột cái vỏ ra để uống thì bà uống luôn cái vị đó, thì cái đó thì thông thường là nó kẹt trong dạ dày đó, và nó kẹt trong dạ dày thì bệnh nhân vô viện ngay. Thì tôi đã gặp một trường hợp như vậy, thì khi mình làm CT tái tạo lại rất là rõ. Còn cái X-quang nó cũng rất là có giá trị, và ví dụ như là những em bé nó nuốt những cái đồng xu hoặc là nuốt những cái cục nam châm, thì cái đó thì trên 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 X-quang, và nhưng mà thông thường bây giờ mình làm CT thì nó vẫn tốt hơn. Cảm ơn bạn. Về vấn đề hạch mạc treo người lớn, trẻ em, lành tính, ác tính, hạch viêm lao. Thứ nhất á, là hạch mạc treo là những cái hạch khi mà em bé nó rất là dễ bị nhiễm virus và nó gây cái tình trạng hạch mạc treo, thì cái này mình gặp nhiều ở em bé và thông thường nó là lành tính, đúng không? Còn người lớn đó mà mình gặp hạch á, thì coi chừng là gặp cái bệnh lý Nam. Đó. Và ngoài ra thì nó có những cái bệnh lý lao và viêm, nhưng mà về phương diện hình ảnh đó, thì có lẽ là mình chỉ nói được nó là hạch thôi. Tuy nhiên ví dụ như lymphoma thì nó có những cái hình ảnh đặc trưng, ví dụ như là nó làm cho nó bao quanh cấu trúc mạch máu trước và sau, bao quanh nó là giống như cái gọi là bánh mặt nối omentosclerosis, tức là nó làm phía trước và phía sau mặt nối nó là hạch, hoặc là nó bao bọc hết những cái mạch máu trong nội bộ, thì cái đó thì mình nghĩ đến cái lymphoma. Còn ngoài ra thì những cái hạch khác thì rất là khó, mình phải không có chẩn đoán được bằng cái siêu âm. Tiếp mà cách để phân biệt túi thừa của ống tiêu hóa và lỗ thủng bít của ống tiêu hóa. Thông thường á, là cái ống tiêu hóa nó chỉ bị thủng khi mà nó là trong bệnh cảnh viêm
ruột hoại tử, tức là nó có thể cái thành ruột nó hoại tử, nó bị thủng, nó vỡ ra nhiều nơi, và như vậy thì nó sẽ tràn khí phúc mạc. Còn cái hoặc cái khả năng thứ hai á, là nó thủng khi nó có dị vật nó đâm thủng. Thì như vậy thì nếu mà bạn thấy dị vật kèm theo là cái chỗ thủng thì với nó là cái lỗ thủng bít. Còn thông thường nếu mà bạn thấy cái hình ảnh như trong bài tôi trình bày thì đó là viêm túi thừa của ống tiêu hóa. Không, nó có viêm túi thừa của ruột non này, nhưng mà những hình ảnh nó rất là hiếm. Cái mình thường gặp là viêm túi thừa đại tràng. Và ví dụ như bệnh, thành ra là nếu bệnh nhân vô thì mình phải nghĩ đến những cái bệnh thường gặp. Nếu ví dụ như đau hố giậu phải thì ưu tiên là bệnh lý viêm ruột thừa, đau hố giậu trái thì đó là bệnh lý của viêm túi thừa và viêm mở đại tràng. Cảm ơn bạn. Túi thừa và ổ tụ dịch do thủng, thủng túi thừa, thủng thành ruột, hình ảnh đều là giảm âm không rõ cấu trúc thành ống thâm nhiệm ở xung quanh. Tôi nhắc lại, nếu mà thủng do dị vật là bạn phải thấy được dị vật, bởi vì X quang á, thì có thể nó không có cảm quan, nhưng mà trên siêu âm thì nó là dị vật thì bạn phải tìm thấy đó. Còn cái thông thường mà bạn hay cái chẩn đoán là thủng nó là sai, đó là do túi thừa nó viêm thôi, và cái đó điều trị nội khoa. Và câu kế tiếp, siêu âm cấu trúc ống tiêu hóa có hình ảnh vân gỗ mà mổ ra thì không phải bướu nhầy, dịch nhầy trong bướu nhầy ruột thừa thành phần chủ yếu là gì? Cái này thì thực ra cái bướu nhầy mình gặp không nhiều đâu các anh chị, và tôi bạn hỏi này thì tôi cũng bó tay. Nhưng mà khi mà tại vì khi mà cái thành ruột nó tiết ra những chất nhầy á, thì nó theo thời gian, và nó giống như là cái cây gỗ nó theo năm tháng á, cứ mỗi năm nó có một cái vòng đó đó, thì đó là hình ảnh đặc trưng trong y văn là như vậy. Và thứ hai là vôi hóa cái thành đó. Còn cái dịch nhầy những bướu nhầy á, thì như cái hình ảnh lúc nãy tôi cho các anh chị xem đó, nó vàng vàng và nó nhướng như cái teo, giống như cái teo siêu âm của mình vậy đó, nhưng mà nó màu vàng vàng. Câu hỏi kế tiếp, phân biệt những trường hợp ruột thừa to do phản ứng viêm ruột kế cận với viêm đầu tặc, chia sẻ những trường hợp viêm đầu tặc ruột thừa. Có một số trường hợp cái ruột thừa nó không có viêm toàn bộ mà nó mới giai đoạn đầu của viêm, thì cái đầu tặc của nó là rất rõ của viêm ruột thừa. Thì những trường hợp đó cái đầu tặc nó phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong bài, tức là trên 7 và lớn hơn bằng 7, tăng tới máu, đè ép không xẹp trên lá cắt ngang, thì cái đoạn sau của nó dù không dù bình thường thì bạn vẫn chẩn đoán đó là viêm ruột thừa giai đoạn sớm. Và câu kế tiếp, hình ảnh siêu âm gợi ý đến thiếu máu, nguyên nhân thiếu máu ruột non. Cái câu này khá là khó đó. Thông thường á, là mình phải là một cái thiếu máu ruột á, thông thường cái ruột nó nuôi chủ yếu bằng cái động mạch mạc treo đằng trên đó, thì một trong những cái mà nó có thể gây nên á, là nó phình, nó bóc tách đơn độc chứ không có phình, bóc tách đơn độc động mạch mạc treo đằng trên. Cái bóc tách đơn độc động mạch mạc treo đằng trên là một bệnh lý cũng khá là hiếm, nhưng nếu mình không chú ý thì mình không chẩn đoán được. Thì khi mà bóc tách như vậy á, thì nếu mà nó bị bóc tách lớn quá thì nó có thể gây thiếu máu ruột. Như vậy là thứ nhất là mình phải tìm được nguyên nhân. Cái thứ hai, có một nguyên nhân thiếu máu tĩnh mạch nữa, tức là nó tắc hoàn toàn cái tĩnh mạch mạc treo đằng trên thì nó cũng có thể gây thiếu máu ruột. Thì cái hình ảnh trên siêu âm là cái thành ruột nó phù nề, nó dày lên, và lúc đó nó cũng giảm nhu động và nó có dịch tự do trong ổ bụng. Nhưng mà kết hợp với đó là bạn phải thấy được cái hoặc là cái bệnh lý của người già đó, thì ngoài ngoài cái bóc tách đơn độc động mạch mạc treo đằng trên thì nó có thể là vữa xơ gây tắc cái động mạch mạc treo đằng trên và huyết khối từ mạch mạc treo đằng trên và kết hợp Ủa? với chỗ ruột. Cần máy siêu âm loại nào và cài đặt thế nào để lấy được ống tiêu hóa? Philip có hỗ trợ những tính năng này. Như vậy thì có một phần của Philip. Thì đầu tiên á, là tôi nhắc các bạn là cái câu hỏi này Philip sẽ trả lời các bạn, nhưng mà tôi sẽ nói cái phần đầu. Trong cái bài tôi có nói rằng là những cái đầu dò từ convex đến micro convex
lại nè đều có thể dùng được để chẩn đoán ống tiêu hóa hết. Cái vấn đề tôi lưu ý các anh chị, nếu mà các anh chị cần độ công nghệ cao thì tăng tần số đầu vào lên. Cái thứ hai là các anh chị khu trú cái vùng cần khảo sát. Cái thứ ba là các anh chị khảo sát nông đến mức có thể, đừng có lấy cái độ sâu khảo sát sâu quá, lúc đó hình ảnh nó không rõ. Còn Philip có hỗ trợ gì thì mời các bạn bên Philip trả lời. Dạ, với câu hỏi này thì em xin đại diện công ty Philips Việt Nam xin được trả lời thêm là trên tất cả các dòng máy siêu âm của Philips đều hỗ trợ đầu dò và ứng dụng chuyên biệt với độ phân giải cao để thực hiện thăm khám ruột. Đặc biệt như thầy đã trao đổi với đầu dò Linear IL18-4 đa tần số thế hệ mới với dải tần đặc biệt từ 2 đến 22 MHz, được thiết kế với công nghệ đơn tinh thể Pulse Wave sẽ nâng cao 85% hiệu quả làm việc. À, tính năng vi mạch Microflow Imaging gọi tắt là MFI tăng cường độ nhạy dòng màu nhằm khảo sát tín hiệu tăng tưới máu, đặc biệt với mạch máu có dòng chảy vận tốc chậm. Xin qua câu hỏi tiếp Qua theo câu ạ. kế tiếp, cái này thầy Quân, mời thầy Quân, mời thầy Quân trả lời. Vâng. Cái nhất là không tìm thấy cái điểm chuyển tiếp thì cái này thì có thể là trước hết mình phải xem cái những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là tắc ruột. Hai cái tiêu chuẩn quan trọng lúc đầu á tôi còn nói là nó gia tăng cái đường kính ruột trên 2,5 cm và nó thay đổi cái nhu động của cái ruột, nó thay đổi, nó bao hàm cả cái việc tăng chuyển động hoặc là giảm chuyển động hoặc là thậm chí không có chuyển động hoặc là chậm chuyển động lùi tới. Thế đó là những cái dấu hiệu mà chẩn đoán một cái tắc ruột rất quan trọng. Còn cái dấu hiệu mà chuyển tiếp này mọi người lưu ý là độ nhạy của siêu âm, trong cái phần một slide tôi nói cái độ nhạy của siêu âm, độ đặc biệt chuyên biệt nó rất là cao nhưng mà cái độ nhạy nó rất là thấp và nó phụ thuộc vào cái thời điểm mình thăm khám. Khi mà cái thời điểm thăm khám muộn, tức là lúc đó bệnh đã muộn và bụng thị trường rất là nhiều, và như vậy thì những cái điểm chuyển tiếp này trên siêu âm có thể bác sĩ không tìm thấy, chứ không phải là không thấy nha. Không tìm thấy vì cái lúc này cái khối ruột nó tình trạng bụng không cho phép để một cái tạo một cái cửa sổ xuyên âm thuận lợi để tìm thấy cái điểm chuyển tiếp này. Và cái phần để nói là liệt tắc ruột cơ năng và liệt ruột cơ học thì cái quan trọng mà hồi nãy tôi còn nói là hai cái dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán sớm, đó là cái tăng nhu động và cái xin lỗi cái thay đổi nhu động và cái giảm đường kính ruột. Còn cái vị trí chuyển tiếp là nó cũng có giá trị chẩn đoán nhưng mà cái độ nhạy nó rất là thấp, mình có thể không tìm thấy, nhưng mà vì lúc đó mình không phải là căn cứ vào cái điểm chuyển tiếp mà căn cứ vào hai cái dấu hiệu quan trọng là thay đổi giải phẫu đường kính đó, và là thay đổi cái chức năng. Câu này của các bạn Philip. Mời các bạn Philip. À, cho câu hỏi tiếp theo. Dạ, em xin lỗi ạ. Ok, thầy nói tiếp đi thầy ơi. Tôi có khi mà đó thì khiến trả lời cái câu vừa rồi rồi. Dạ. Em xin phó kỹ thuật mình bác lại một một câu hỏi mà. Câu hỏi 20. Dạ. Thì cái câu hỏi ở trên của mình là máy siêu âm Philips có cung cấp đầu dò 5D hay không, giá thành bao nhiêu, bảo hành thời gian bao lâu? Thì em xin phép được trả lời là đầu tiên là cái 5D là cái một cái từ thương mại thôi của một cái hãng siêu âm khác trên thị trường hiện tại. Thì nếu mà được tương ứng với cái 5D này thì Philips tụi em cũng có, tụi em gọi là cái công nghệ siêu âm 4D cùng với những cái công nghệ của tụi em, bên bên em thì gọi là TrueView. TrueView tức là cái hình ảnh thật lúc đó, cái lúc mà siêu âm real time lúc đó. Thì trên cái siêu âm TrueView này, 4D TrueView này thì Philips, tất cả các cái dòng siêu âm của Philips á, thì hầu như là hỗ trợ cái tính năng này cho tất cả các cái segmentation, tức là các cái
clinical như là về sản, tụi em cũng có 4D TrueView. Về về tổng quát tụi em cũng có 4D TrueView. Về về tổng quát ở đây tụi em có mạch máu với những cái đầu dò linear với cái công nghệ X-matrix, công nghệ mình làm công nghệ 4D đó. Hoặc là về tim mạch thì hiện tại tụi em cũng đã phát triển lên cái công nghệ 4D mà TrueView luôn rồi. Đấy thì do vậy với cái công nghệ mà ở đây mọi người hỏi 5D thì tụi em có là 4D TrueView, nó tương tự với như vậy. Thì hầu hết trong các cái clinical tụi em đều có cái tính năng này. Giá thành thì nó tùy vào cái phân khúc, tùy vào cái dòng máy mình lựa chọn thì nó sẽ có một cái mức giá nhất định, nên em không không có cái câu trả lời cho cái mức giá thành ở đây. Tại ví dụ như là TrueView mà cho tim mạch thì nó một cái mức giá rất là cao khác rồi. TrueView mà cho mạch máu, TrueView cho một cái sản thì nó một cái mức giá khác. Đấy. Còn cái thời gian bảo hành thì tùy thuộc vào cái thông thường một cái thời gian bảo hành cho một cái máy của tụi em thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 24 tháng. Và tùy thuộc vào cái hợp đồng giữa mình với lại cái đơn vị cung cấp thì nó có thể cái thời gian bảo hành có thể kéo dài tới 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm, thì tùy vào cái hợp đồng giữa mình với lại đơn vị cung cấp để mình có một cái thời gian bảo hành nó ứng với cái nhu cầu của mình. Thì em xin phép được kết thúc cái phần trả lời đây. Em xin chuyển câu trả lời tiếp theo cho thầy Quân ạ. Câu hỏi này là cái độ nhạy độ đặc hiệu của các lớp vi tính so với siêu âm trong chẩn đoán nghi ruột non. Rõ ràng trong cái một slide tôi có trình bày các lớp vi tính vượt trội hơn so với siêu âm trong cái chẩn đoán tắc ruột non về độ nhạy cũng như về độ đặc hiệu, và người ta sử dụng siêu các lớp vi tính xem như là một cái tiêu chuẩn vàng để cái chẩn đoán về mặt hình ảnh đó, tiêu chuẩn vàng về mặt hình ảnh để chẩn đoán một cái tắc ruột non. Chẩn đoán sớm thì tôi nghĩ cái vấn đề là chẩn đoán sớm thì nên là siêu âm, là vì giai đoạn sớm khi mà cái bụng bệnh nhân chưa bị chứng nhiều hơi nhiều lắm là vẫn còn thuận lợi cho việc sử dụng siêu âm bằng hai cái nhìn, cái view view thứ nhất là view tổng quát, cái view thứ hai là cái view khu trú ở cái vùng chuyển tiếp, thì cái giá trị siêu âm trong giai đoạn sớm này rất là tốt. Và dĩ nhiên cái giai đoạn sớm này thì bệnh nhân có thể ở tại phòng mạch chứ không phải là tại bệnh viện, tức là họ đến cái phòng mạch ví dụ như đến một cái cơ sở tuyến tuyến trước, phòng mạch trước hoặc là cơ sở tuyến ở xã là tuyến huyện trước, thì ở các cái cơ sở đó làm sao thì có các lớp vi tính, mà lúc đó cái kỹ thuật siêu âm là có sẵn trong cái phòng khám của mình rồi, trong phòng khám nhỏ của phòng khám mạch hoặc là ngay cả phòng khám trạm y tế hoặc là phòng khám ở cái tuyến trước ở tuyến huyện thì có thể dùng siêu âm để chẩn đoán trước. Vì thời gian có hạn cho nên tôi thay mặt cho ban tổ chức để có cái quyết định thế này, có thể trả lời thêm 5 câu hỏi nữa, sau đó những cái câu hỏi còn lại sẽ báo cáo viên, tức là các cái giảng viên sẽ trả lời qua email của từng từng đồng nghiệp là có đặt câu hỏi để trả lời qua email. Để thời gian còn lại trong cái buổi chiều hôm nay chúng ta còn thêm cái phần nữa là cái phần là trả lời câu hỏi, xin lỗi cái đó, câu câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá để cấp CME. Xin ban tổ chức cho câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này của thầy Trọng, xin mời thầy Trọng. Cái thành ruột viêm giữa cái thành ruột viêm Crohn với lympho thì cái thứ nhất á, thành ruột viêm á thì lưu ý các bạn như thế này, thông thường là những cái viêm ruột á, như một số trường hợp tôi gặp á, là nó do nguyên nhân tổng quát, cho nên rằng là thường là toàn bộ các quai ruột nó viêm, tức là viêm cho một đoạn dài. Riêng cái Crohn á, thì nó khu trú nhiều ở cái vùng hồi manh tràng. Còn nó viêm thì rõ ràng là thứ nhất là nó dày đối xứng, nó vẫn bảo tồn cấu trúc lớp, nhưng mà lúc đó các lớp nó đều hồi âm kém như nhau hết đó. Còn cái u lymphoma á, thì khá là hiếm gặp, thì thường đây là cái dày thành ruột nhưng mà nó là một cái đoạn khu trú ngắn thôi chứ nó không có quá dài. Rồi kế tiếp. Cái này bác Quân trả lời ạ. À, vâng. Một cái phân biệt giữa cái tắc ruột và cái bản tắc ruột. Đây đây là một cái từ và thuật ngữ trên lâm sàng, người ta dùng chữ tắc và bản tắc, tức là nó tắc không hoàn toàn và tắc hoàn toàn. Thì trên hình ảnh siêu âm, hình ảnh học, trên siêu âm đặc biệt là hình ảnh động, thì chúng ta có thể thấy được cái đặc biệt ở cái vị trí chuyển tiếp, khi chúng ta nhìn thấy được vị trí chuyển tiếp
cho khi mà bùng bệnh nhân cho phép để khảo sát được cái bắt gặp được cái vị trí chuyển tiếp, thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh lưu chuyển của cái chất trong lọc ruột đi ngang qua chỗ tắc. Nếu mà đi ngang còn có đi ngang được, tức là người ta gọi là tắc không hoàn toàn. Còn nếu mà không đi ngang được, không đi qua từ cái chỗ tắc được, người ta gọi là tắc hoàn toàn. Xin nhắc lại cái từ tắc và bảng tắc này là từ của bác sĩ lâm sàng dùng cho, còn trên siêu âm thì chúng ta thấy hình ảnh nó tắc hoàn toàn và không tắc hoàn toàn. Xin hãy câu trả lời. Trên hình ảnh của tắc ruột non cùng tiêu chuẩn cũng như vậy, người ta phải chỉ dùng là 2,5 cm và tăng nghỉ thay đổi nhu động ruột. Xin câu trả lời tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Siêu âm có nên chẩn đoán giai đoạn tóm lại là ok, bây giờ tóm lại là bạn cần câu nào? Dạ em mời thầy trả lời giúp em ạ. Rồi, siêu âm thấy dịch góc lách, dịch tự do hố trầu phải qua ruột dạng lớn, chứa dịch, nghĩ đến nguyên nhân từ đâu, bệnh nhân đau vùng thượng vị, không bị chấn thương. Tôi nghĩ cái câu này bạn đưa ra một cái, ví dụ như dịch ở góc lách, dịch tự do hố trầu phải, tức là dịch ổ bụng, qua ruột dạng lớn, chứa dịch, nhưng mà đây là ruột non hay ruột già? Tôi hiểu là bạn nói là ruột non, bệnh nhân đau vùng thượng vị và không bị chấn thương, bạn không biết là có khí tự do trong ổ bụng không, thì cái này cũng rất là nhiều nguyên nhân bạn. Thì thực ra thì câu hỏi này là sẽ không trả lời được, bởi vì bạn phải làm trên bệnh nhân, bởi vì mỗi người làm siêu âm một khác nhau, cái này không nói được các bạn. Qua ruột giãn là giãn bao nhiêu, bạn có tìm được chuyển tiếp hay không đó. Chứ còn nói như thầy Quân là sao, nếu mà qua ruột non nó giãn trên 2.5 rồi có dịch ổ bụng đó và tăng nhu động, thì bạn phải phục trú từng cái một, thì lúc đó mình chẩn đoán là tắc ruột non đó. Đặt ra câu này đối với tôi thì ý kiến chỉ như vậy thôi, có gì thì còn cho ý kiến thêm. Vâng, tôi đồng ý với cái câu trả lời của thầy Trọng, tức là câu hỏi chưa đầy đủ. Mình xin câu hỏi tiếp theo. Ban tổ chức cho xin câu hỏi tiếp theo. Dạ, chắc là kết thúc là hết. Câu hỏi số 25 thầy ạ. Vâng. Như vậy thì cảm ơn các bạn trong ban tổ chức. Bây giờ trong cái phần này dành riêng cho ban tổ chức đối với học viên để làm cái bài kiểm tra trắc nghiệm để mà có kỹ CME. Và trước khi rời cái buổi họp, mình tôi xin một lần nữa thay mặt cho giảng viên tôi và thầy Trọng cảm ơn sự đồng hành của cái công ty Philips mà cùng với Visum để tổ chức cái buổi giảng dạy hôm nay, cũng như sắp tới có 3 buổi còn lại và sáng năm đến có những cái buổi webinar như thế phối hợp giữa Visum và Philips. Và cảm ơn các bạn đã đồng nghiệp đã bỏ thời gian để theo dõi buổi chiều hôm nay, và hy vọng rằng trong cái mùa dịch này các bạn và gia đình được an toàn qua cái mùa dịch, đặc biệt ở các cái thành phố phía Nam, và bây giờ ở Hà Nội cũng có rải rác một vài cái vùng dịch đòi hỏi để cách ly, thì giãn cách của xã hội. Thì mong các bạn và gia đình được cũng như trong ban tổ chức và cũng như là thầy Trọng được an toàn qua khỏi cái mùa dịch. Xin hết, xin chào, gửi lời chào tạm biệt các bạn. Bây giờ dành thời gian lại cho ban tổ chức và các bạn.